Nếu một ngày đẹp trời, tài khoản Facebook của các bạn đang bị gặp lỗi như thế này. Ok, thì video hôm nay Vy sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mở cái ứng dụng xác thực này luôn nha. Trước khi vào video, mọi người cho Vy xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Vy có nhận tăng like, tăng follow, mở khó, bảo mật, bảo kê tài khoản Facebook, chạy quảng cáo. Thì ngoài ra bên Viền cũng có nhận lên tích xanh fanpage nha. Mọi người cần thì cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền. Số Zalo của Viền là 0398776610. Thì cái số Zalo này Viền có để trên màn hình. Mọi người nào cần Viền hỗ trợ thì cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền nha. Thì bây giờ mọi người bắt đầu nhìn vào màn hình, Viền sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phá trình tạo mã, còn gọi là xác thực hai yếu tố. Thì có rất là nhiều người đang gặp lỗi cái tình trạng như thế này. Có những bạn bị gặp lỗi là nó gửi mã 3 sim nhưng mà sim của mọi người không còn dùng nữa, hoặc là sim của mọi người không nhận được mã. Thì đối với dạng này thì mở cũng rất là dễ thôi, chỉ cần mọi người chuẩn bị cho mình một cái giấy căn cước công dân hoặc là bằng lái xe. Nhưng mà giấy tờ là yêu cầu là mọi người phải trùng thông tin nha mọi người, họ và tên với lại ngày tháng năm sinh phải trùng với lại Facebook, thì khi mọi người gửi lên Facebook nó mới xác minh cho mình. Còn đối với những cái trường hợp mà không trùng mà mọi người gửi lên thì nó không chấp nhận nha. Thì cái file này, trường hợp này cái Facebook chính chủ của chị khách, nhưng mà chị khách để thông tin không có trùng với lại giấy tờ. Thì ở đây Viền cũng có nhận, Viền cũng đã sửa lại tên với lại ngày tháng năm sinh cho chị khách này. Bây giờ Viền sẽ xác minh tài khoản này cho mọi người xem nha. Thì khi mọi người đăng nhập vào bị như thế này, mọi người muốn xử lý được á, mọi người hãy đăng nhập vào trong Google hoặc Safari, hoặc là mọi người làm trực tiếp trên cái app file luôn vẫn đều được nha. Ok, mọi người đăng nhập vào xong, mọi người bấm cho mình là thử cách khác. Rồi bên dưới đây nó sẽ có cái dòng là khôi phục tài khoản. Thì đối với những cái tài khoản mà nó hiện ra cái dòng khôi phục tài khoản á, thì mọi người mới gửi được nha. Có những tài khoản không có hiện ra cái chữ khôi phục tài khoản, thì những cái tài khoản đó mọi người không thể nào gửi được. Ok, thì giờ mọi người bấm cho mình là khôi phục tài khoản. Rồi xong mọi người bấm cho mình là tiếp nha. Rồi ở đây nó yêu cầu mình nhập Gmail, thì mọi người hãy nhập cho mình một cái Gmail trắng, Gmail mà chưa đăng ký với Facebook nha mọi người. Mọi người nhập Gmail xong rồi mọi người bấm xác nhận cho mình. Rồi nó sẽ yêu cầu mình một cái mã, mọi người vào trong Gmail lấy cho mình một cái mã nha. Rồi xong mọi người dán vào cho mình, xong mọi người bấm tiếp. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra rất là nhiều giấy như là hộ chiếu, giấy phép lái xe, căn cước công dân hoặc là giấy chứng nhận kết hôn. Thì ở đây riêng Viền thấy á, giấy phép lái xe với lại căn cước công dân là tỷ lệ nó cao hơn nha mọi người. Ok, bây giờ Viền sẽ chọn là căn cước công dân. Xong bấm tiếp. Rồi mình bấm tải lên. Rồi có những giấy á, nó yêu cầu mình là kích thước là 1500 với 1000, thì mọi người hãy cắt lại cho mình nha, cắt lại kích thước là 1500 với lại 1000. Rồi ok, xong mọi người bấm cho mình là gửi. Đây như thế này, mọi người bấm cho mình là hoàn tất nha. Khi mọi người gửi xong, mọi người hãy quay lại cho mình cái Gmail nha. Nó sẽ thông báo cho mọi người một cái dòng là theo dõi trạng thái khôi phục tài khoản. Thì mọi người hãy bấm vào đây. Đây nó sẽ là hiện lên là đang xét duyệt. Chúng tôi đang xét duyệt nội dung bạn gửi. Quy trình này thường mất 48 giờ. Thì cái này nó sẽ hiện là 48 giờ thôi. Tuy nhiên có những tài khoản anh em chỉ cần đợi 5 đến 10 phút thôi là nó sẽ gửi về cho anh em là đã có quyết định. Thì đã có quyết định, nếu mà nó gửi cái chấm xanh này ở dưới đã có quyết định thì Facebook đã chấp nhận cái giấy tờ của mình và Facebook sẽ gửi về cho mình một cái Gmail để mình truy cập vào lại tài khoản. Còn nếu mà dưới đã có quyết định mà nó hiện cái màu đỏ thì cái giấy tờ của mình nó không chấp nhận là mọi người giấy tờ mọi người sai thông tin với lại Facebook. Ok, thì khi Facebook mà nó gửi về chấp nhận như thế nào, mình sẽ mở cho mọi người xem nha. Đây, khi Facebook mà nó chấp nhận thì nó sẽ gửi về cho mình một cái Gmail như thế này. Cảm ơn bạn đã xác nhận danh tính, bạn có thể nhấp vào nút dưới đây để quay trở lại tài khoản của mình. Bạn đã bật tính năng xác thực hai yếu tố, như vậy nghĩ là bạn phải nhập mã xác thực.
Thì cái này khi mà anh em đăng nhập vào tài khoản mật khẩu thì nó bắt mình nhập mã xác thực đúng không? Khi mà anh em gửi giấy lên thì dưới đây nó sẽ cấp cho mình một cái mật khẩu. Bạn cũng có thể vào Facebook và dùng mã này làm mật khẩu. Đây mọi người dùng cái này làm mật khẩu thì nó sẽ không thì nó yêu cầu mình thì nó không có yêu cầu mình dùng cái mã nữa. Còn trường hợp mà mọi người gửi lên nó không chấp nhận thì nó sẽ báo về cho mình như thế này: rất tiếc chúng tôi không thể xác nhận danh tính dựa trên ảnh bạn cung cấp. Cũng có một cái email nó sẽ gửi với như thế này nữa, để viên tìm cho mọi người xem nha. Đây, nó sẽ gửi về cho mình một như thế này: cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi, dường như chúng tôi không thể xác nhận danh tính dựa trên giấy tờ bạn gửi. Thì đối với những cái mail này là nó không chấp nhận cái giấy tờ của mình thì nó sẽ gửi về như thế này. Ok, thì bây giờ mọi người chỉ cần để cái email về thôi, nó sẽ cấp lại cho mình một cái mật khẩu Facebook để mình truy cập vào. Thì mọi người thấy video này của Viên hay thì nhớ cho Viên xin một like, một đăng ký kênh, nhớ là ấn vào chuông để theo dõi những cái video lần sau của Viên nha mọi người. Bye.